cả quý vị, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Quý vị thân mến, mình rất là vui. Cứ mỗi khi khung giờ quen thuộc của chương trình xuất hiện, đó chính là 21 giờ 15 phút ngày thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9, là chúng ta sẽ có cơ hội đến một không gian rất là khác hơn so với những game show hiện tại. Nhưng chương trình của chúng tôi, bên cạnh những điều thú vị, vui vẻ, hấp dẫn, lý thú, sẽ có rất là nhiều những bộ luật an toàn giao thông hoàn toàn khác nhau được chia sẻ và những câu chuyện rất thực tế tại chương trình này. Và với từng người chơi hoàn toàn khác nhau thì chúng ta sẽ có nhiều câu chuyện thú vị. Và ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới chương trình này hai nhân vật nghệ sĩ trẻ rất nổi tiếng, rất thành công với lĩnh vực âm nhạc của mình. Thế nhưng không biết rằng là hai chàng trai này có đủ bản lĩnh về bộ luật an toàn giao thông hay không. Hãy cùng Minh Sô gặp gỡ hai đội chơi ngày hôm nay. Xin mời. Yeah. Xin được giới thiệu hai chàng trai của Unify. Quý vị thân mến, đây là hai nhân vật rất là quen thuộc đối với tất cả quý vị khán giả trẻ rồi. Nhưng ngày hôm nay mời các em tự giới thiệu về bản thân mình theo một cái phong cách của luật giao thông. Hả? Xin chào đồng chí, tôi là Đình Nam, còn đây là Kim Yến. À, chào em, anh là Nam. Dạ chào anh, em là Yến. Anh 24 tuổi. Em 21 tuổi. Dễ thương. Con già, em già, em già. Già cái gì, tóc em bạc thôi, sớm xong rồi tiếp. Sao nữa anh? Trời đất ơi, thôi làm quen vậy thôi chứ. Gặp con gái người ta rồi làm sao để cho người ta tin tưởng mình? Hôm nay mình chơi thành một cặp với nhau trong cái show vậy không? Không, cái này thì tụi em mới cho đổi rồi. Thì hai tụi em đến đây với tiêu chí là vui là chính. Vui là chính, không ham thắng thua. Cảm ơn em, 50 triệu thuộc về bên này rồi. Đúng không? Thì bên đây đâu có ham thắng thua đâu. Bên này là ham thắng lắm nè. Xui nữa còn hơn xui nữa đúng không? Chứ bên đây tôi thấy là ham thắng lắm rồi nè. Rồi, xin mời các bạn giới thiệu và gửi lời chào đến với mọi người. Xin chào các đồng chí, tôi là Kyo, còn đây là Thanh Huyền. Châm ngôn sống của chúng tôi là nhanh thì chậm mà chậm thì nhanh. Ê, khoan từ từ. Nhanh thì chậm mà chậm thì nhanh. Em có thể giải thích rõ nét hơn được không ạ? Ý là ví dụ như trong đội em có hai người, nếu mà người này nhanh thì người kia phải chậm. Mà người này nhanh thì người này phải chậm. Là nó ngược lại như vậy đúng không? Nhưng mà thực sự là đối với an toàn giao thông thì để mà nhanh thì chúng ta nên chờ từ từ. Dạ đúng rồi. Chứ đừng có quá vội, vội quá đôi khi là chỉ một giây thôi hối hận cả đời. Đúng không? Đúng. Đó. Ngày hôm nay thì hai đội chơi đã xuất hiện rồi. Nhưng mà Minh Dù sẽ bắt đầu làm bài kiểm tra nhẹ nha. Kiểm tra nhẹ để coi có đủ những cái yếu tố để tham gia chương trình ngày hôm nay hay chưa. Rồi. Em gái. Dạ. Mình đã có bằng lái chưa? Thật ra thì bằng lái là cái tuổi của em mà nó cũng đã phải có. Phải có. Dạ, nhưng tuy ra là em vẫn chưa có. Vẫn chưa có. Khi nào em mới chịu có? Em định là tham gia chương trình xong thì em sẽ chịu có bằng lái. Dạ. Dạ. Chương trình không có quá là nhiều tất cả mọi thứ đâu, nó chỉ có một cái khía cạnh nhỏ thôi. Nhưng mà biết đâu được sẽ giúp cho em có một cái gì đó tự tin hơn. Dạ. Một cái phán đoán nó chắc chắn hơn để chúng ta thi cho nó đậu liền luôn, không phải làm lại 2-3 lần. Ok. Dạ em trai, thì em có bằng lái chưa? Dạ em đã có rồi. Bằng lái máy bay có chưa? Dạ em có luôn rồi. Trời, thiệt hả? Không phải, em đi bộ không à? Đi bộ không. Vậy giờ sao ta? Đi bộ không có kinh nghiệm tham gia chương trình không? Em đi bộ cho nên là em đi ngoài đường á, em nhìn mấy cái biển báo là em nhớ rõ lắm. Biết được hả? Mà em không biết được ý nghĩa nữa thôi. Cảm ơn em. Thôi ráng lên, anh thấy tương lai hai đứa rồi đó. Bên này bọn em chứ, bên đây mà không biết gì. Tiếp bên mình sao nè? Em có bằng lái rồi. Bằng lái xe máy cũng được. Nhưng mà hôm nay mình thi mà lái xe hơi đúng không ạ? Không, bằng lái xe máy, xe hơi luôn. Đó, cái gì có liên quan tới biển báo và liên quan tới những phương tiện giao thông thì thi hết. Dạ, thì em cái hiểu biết của em thì nó cũng không ít nhưng mà cũng không rộng, nó cũng vừa đủ để em biết là đèn xanh thì đi, đèn đỏ dừng, đèn vàng chạy chậm. Anh cũng hiểu tương lai luôn. Em nói luôn đi em, khai thiệt đi, hôm nay đội mình có cái gì để thi đấu với đội bạn nè? Anh tin em. Dạ em chưa biết chạy xe, chưa có bằng lái luôn. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chương trình rất vô tư. Cứ vô tư đi, rồi mọi thứ sẽ đến thôi. Rồi, hai đội chúng ta sẽ quyết tâm nhé, tạo một cái dáng để có thể bắt đầu cuộc chơi. 1, 2, 3, vô.
Quý vị thân mến, hai đội chơi đã sẵn sàng dáng của mình rồi. Đi cái dáng này về với vị trí của mình luôn. Mỗi đội một ô đi. Rồi, hai đội chơi đã về vị trí. Nhưng mà Minh Xù nghĩ rằng là để cho mọi thứ dễ nhận diện hơn, Minh Xù muốn cái tên của hai thành viên mỗi đội nha. Dạ. Mời em. Hôm nay em với cả bé Huyền. Dạ. Đến đây thì là đã suy nghĩ cho mình một cái tên khi mà ngồi ở trong rồi. Thì cái tên này là chìa khóa. Chìa khóa. Bởi vì em nghĩ là mặc dù mỗi chiếc xe nào hay là một cái ngôi nhà nào đó thì cái chìa khóa vẫn là cái thứ quan trọng nhất. Chính xác. Không có chìa khóa làm sao mở? Không mở được. Đó, làm sao mà leo lên xe được, đúng không? Đúng, chính xác. Đồ bên đây chìa khóa nghe rất hợp lý. Tôi nghĩ là nên có một cái tên gì đó để mà oách hơn. Bình xăng. Bình xăng hả? Ok. Em chọn đội bình xăng ạ. Đó, nhiều khi đội của mình nó đang nguội quá, đổ xăng đốt luôn. Nó cháy lên luôn. Rồi, đội chìa khóa và đội bình xăng. Không chần chờ gì nữa, hãy cùng đến với vòng đầu tiên được mang tên Khởi Động. Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với Về Nhà Đi Anh. Và đây là vòng thi đấu đầu tiên mang tên Khởi Động. Vòng 1, Khởi Động. Tại vòng 1 sẽ có 2 lượt chơi. Mỗi lượt chơi sẽ có 10 biển báo. Mỗi đội sẽ cử một thành viên để thi đấu đối kháng với đội bạn. Khi mỗi biển báo xuất hiện trên màn hình LED, người chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời. Nếu trả lời sai, sẽ nhường quyền trả lời cho đội bạn. Một biển báo đúng sẽ tương ứng với 1 điểm. Ai tự tin với những biển báo giao thông? Em rất là tự tin về cái hình ảnh của biển báo là em rất là nhớ luôn. Dạ. Nhưng mà về ý nghĩa thì em không nhớ đâu. À, không phải là không nhớ mà là không biết. Không biết luôn. Anh sẽ gợi ý cho em phán đoán. Ok. Dạ. Ok. Vậy em có muốn thi trước luôn không? Ờ, dạ có. Dạ có. À. Ủa, trời ơi. Đồng đội gì kỳ cục vậy? Dạ đúng rồi, thi trước. Rồi, ok, thôi bạn mình cũng dạ đã rồi, dạ tin rồi. Tưởng giao nhiệm vụ ha. KO sẽ thi đấu đối kháng với ai nè? Bên này là ai ạ? Dạ em sẽ đại diện để thi đấu với KO ạ. Ok. Bây giờ xin mời hai cô gái Yến và Huyền, chúng ta sẽ về vị trí bên này. Chờ đợi. Thường thường thì Unify lên sân khấu thì chỉ có hát, nhảy. Thì để hôm nay coi coi các bạn sẽ vượt qua thử thách này như thế nào nhé. Đầu tiên mời tụi em thử chuông. Có chuông. Có chuông. Sẵn sàng nha. Và bây giờ lượt thứ nhất bắt đầu. Mời KO. Em nhớ là hình như là đây là cái biển báo mà nó có một cái bậc thang mà có cái xe hơi đậu ở đó. Mà chữ P á, là cho phép đậu xe. Chữ P là cho phép đậu xe cho nên là đây là biển mà cho xe ô tô đậu nửa thân xe ở trên lề đường. Theo như cái phân tích này thì tôi nghĩ là cũng gần gần đúng, đúng không? Tại vì chữ B là đậu xe đúng nghĩa, đúng là park. Còn ở xe này nó đang hình ảnh là nửa trên nửa dưới, là có thể cái ghi là cái lề, đúng không? Là 50% cái xe trên lề và 50% cái xe dưới đường. Sao Huyền, em có đồng thuận không? Dạ em đồng thuận với anh. Em tôi luôn 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 tin tưởng. Nhưng em có tin cái đáp án này đúng không? Dạ em tin. Tin bao nhiêu phần trăm? À, thật ra là em tin tin 100%. Có hơi quéo nhẹ và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Đây là biển báo cho phép xe ô tô đổ nửa chiếc xe ở trên vỉa hè, phân nửa xe thôi đó. Để anh nghĩ là thường thường ở những cái khu vực mà không có quá nhiều không gian cho cái làn đường thì người ta sẽ cho phép đổ 1/2 chiếc xe lên trên lề đường để có thể là giới hạn được cái khoảng cách rộng hơn cho xe lưu thông ở trên đường một cách dễ hơn ha. Một điểm đầu tiên dành cho KO. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Mời cô đi. Theo như em biết là giới hạn trọng lượng của chiếc xe 10 tấn. 10 tấn à? Đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Yeah. Biển báo hạn chế trọng lượng xe. Và một điểm dành cho Cody. Thế thì bây giờ anh nghĩ là làm khó bọn em một tí đi. Nhìn vô bức hình, hai bức hình nãy là biết được liền. Thôi bây giờ ngoằn ngoèo một tí xíu nha. Xin mời biển báo. Mời Cody. Nó là đường vòng cắt ngang cầu vượt á. Đường vòng cắt ngang cầu vượt. Dạ.
coi như là một cái tuyến đường đi ha. Dạ, dạ, tuyến đường. Tuyến đường cắt ngang cầu vượt. Và đây là một đáp án không. Không thể sai được em ạ. Chúc mừng. Em tưởng sai rồi chứ. Hoặc còn gọi tên chính xác hơn đó chính là biển báo tuyến đường cầu vượt cắt qua. Đây là biển báo mà nó sẽ báo hiệu ở phía trước có một cái cầu vượt bắc qua. Và ở dưới cái đường hầm, đúng không? Dưới gầm cầu sẽ có thêm một cái tuyến đường nữa để cho xe lưu thông một cách trơn tru hơn và đỡ ùn tắc giao thông. Nếu như mà không có cầu vượt, chắc chắn là chúng ta sẽ phải bị ùn tắc rất là nhiều trong khoảng thời gian gần đây. Và chúc mừng một điểm dành cho Cody. Xin mời biển báo. Cody bấm chuông nhưng đang còn phân tích. Em nghĩ là ở lần trước mình sẽ có một cái đường cáp điện ở trên cao. Dạ, báo hiệu nguy hiểm. Báo hiệu nguy hiểm, Và đây là một đáp án đúng. Kính mừng. Hoàn toàn chính xác. Biển báo đường cáp điện ở phía trên. Giống như là mình đi mưa đi mà có sấm chớp thì mình cũng sẽ báo hiệu là ở cái khu vực đó có nhiều cây, không được núp vô cây khi trời mưa to, bởi vì rất là dễ có cái sự thu hút nguồn điện từ phía trên. Anh thần sấm sét á, ảnh cũng rảnh những cái lúc đó, hoặc là thần thoa ảnh dán một cái là mình mệt. Và đây dành cho những chiếc xe đang lưu thông trên đường ở khu vực nguy hiểm như thế này. Một điểm nữa dành cho cô đi đó. KO. Em cần phải lo lắng, em chỉ cần bấm thôi, phân tích, giải thích là chuyện của anh. Đó, thì giúp em. Thì em biết rồi. Ok, và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Ủa thiệt vậy luôn à? Ok em. Đây là biển báo dốc lên nguy hiểm. Chính xác, chúc mừng. Ý cái gì mà ý, hợp lý rồi gì nữa. Đây, tất cả mọi thứ đã miêu tả trong bức hình này rồi. Nó có một cái dốc lên 6%. Đúng không? Dốc 6% là có những dốc cao hơn phần trăm hơn nữa anh. Chính xác, nó có thể là cao hơn nữa. Tại vì thường á, cái dốc nó hay lài lên từ 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 từ, nhưng có những cái dốc nó sẽ thẳng đứng hơn. Một điểm dành cho KO. Tiếp tục, biển báo tiếp theo. Mời cô đi. Theo như em đoán thì cái này là bản công trình đang sửa hả? Đang thi công, công trình đang thi công nguy hiểm. Dạ, đây là một đáp án. Chính xác. Công trình đang thi công hoặc là công trường, đúng không ạ? Đang xây dựng. Hai đứa, nãy giờ hai tụi em thấy hai anh chơi như thế nào? Dạ, em hơi buồn và hơi lo lắng về anh Kiều. Kiểu như là nãy ở trong hậu trường á, ảnh rồi em tin anh đi, anh nhớ mấy cái này lắm, anh hay lắm. Rồi ra đây cái là cũng như là mở gánh nặng đang đổ dồn lên đôi ba bé nhỏ của em. Em ơi, cũng không nhỏ lắm đâu nha. Cũng hơi nhỏ một xíu. Nhỏ một xíu đúng không? Dạ, nhỏ hơn anh KO đúng không em? Dạ đúng rồi. Còn bé Yến. Còn em thấy rất tin tưởng của anh. Anh đang tin tim rất là tốt. Rồi, thế nên là lần sau lượt hai thì em cứ nhường điểm hết cho bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với biển báo tiếp theo. Xin mời. Em đó, KO. Em nghĩ đây là cấm xe có trọng lượng từ 2,5 tấn trở lên, xe tải. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Cấm xe tải từ 2,5 tấn trở lên. Và một điểm nữa thuộc về KO. Để xem biển báo cho điểm nha, chỉ cần bấm lẹ nha, nhanh tay lẹ chân nha các anh chị em nè. 3, 2, 1, lên. Mời KO. Cấm đi ngược chiều. Chính xác, chúc mừng. Đây là biển báo cấm đi ngược chiều rất là quen thuộc ở nhiều tuyến đường trong thành phố Hồ Chí Minh và tất cả các tỉnh thành lân cận khác. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Hình gửi cái gì là đáp án như vậy. Mời cô đi. Dạ, em đoán là đây là biển cấm ô tô kéo móc à. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo cấm ô tô kéo móc. Bởi vì sao? Mời cô đi. Chắc là nó sẽ gây cản trở giao thông, tại vì nó nặng nề, làm kẹt xe, không an toàn. Thì mới là biển cấm. Dạ, chính xác. Vì không an toàn cho nên mới cấm. Dạ. Và nếu như mà có những loại xe kéo móc thì hợp lý. Dạ. Người ta sẽ cho phép ở những cái tuyến đường đó. Nhưng mà đối với cái biển báo này thì có thể đi là cái trọng lượng ở cái phần sau của cái xe mà cần phải kéo móc đi á, nó không đủ an toàn. Cho nên là ở những cái đoạn đường này phải để những biển báo này. Bây giờ sẽ là biển báo cuối cùng rồi. Ai nhanh tay được điểm?
Mời KO. Đây là biển cấm xe tải và xe ô tô đi song song. Chia buồn cùng em. Chưa chính xác. Mời cô đi. Em nghĩ đây là cấm xe tải vượt mặt xe ô tô à? Chính xác, chúc mừng. Yeah. Bởi vì cái này nếu như chạy song song á thì nó có quyền chạy song song mà, nhưng mà phải vượt mặt thì nó mới cấm. Nhưng mà vượt mặt ở chiếc xe nào đang màu đỏ thì chiếc xe đó cấm vượt. À, xe màu đen thì là bình thường, cứ đi thôi là xe ô tô. Xe tải không được quyền vượt mặt xe ô tô khi gặp phải biển báo này. Rồi, một điểm nữa dành cho cô đi, chúc mừng. Vậy là chúng ta đã trải qua 10 biển báo dành cho hai chàng trai ở đây rồi. Để xem số điểm hiện nay như sau nhé. Bình xăng là đội của cô đi, các bạn được 6 điểm, chúc mừng. Chìa khóa là đội của KO, các bạn được 4 điểm. Không gì buồn hết, thua nhau có 2 điểm thôi, không có vấn đề gì cả. Nào, gỡ điểm chứ hả bọn em? Dạ, em sẽ cố gắng bằng đôi vai bé nhỏ này của em. Em, ừ. Dạ, em sẽ cố gắng. Anh đi mạnh mẽ hơn được không? Dạ. Cố lên, yay. Nào, anh tin tưởng em. Dạ. Cố lên đi. Em cũng không tin em ấy. Quý vị thân mến, và bây giờ sẽ là lượt chơi của hai cô gái. Các bạn sẵn sàng chứ nào? Dạ, sẵn sàng. Nhấn chuông, thử chuông nè. Có chuông nè. Khi bên đây bấm được, bên này sẽ không nha. Ok. Rồi, lượt đấu thứ hai bắt đầu. Mời Yến. Theo em là cấm ô tô rẽ phải. Cấm ô tô rẽ phải là một đáp án không thể sai được, chúc mừng. Yeah. Quá rõ ràng rồi. Biển báo tiếp theo, xin mời. Dễ luôn. Dạ thưa anh, cái này là một biển báo cấm mà có người đi bộ thì em nghĩ là cấm người đi bộ. Chính xác, chúc mừng em, cảm ơn em. Trời ơi, biển báo cấm người đi bộ thôi. Dạ. Thế thì đối với em, ở những khu vực nào người ta sẽ để những biển báo như thế này? À, em nghĩ là ở những cái khu vực mà đường mà dành cho xe tải lớn anh. Dạ. Hoặc là những xe ô tô, đúng không? Dạ. Những cái tuyến đường như vậy rất là nguy hiểm, khi mà có người đi bộ băng ngang qua thì nó sẽ gây khó khăn cho những cái xe ô tô đó. Tiếp tục nào. Quá đơn giản, mời Yến. Em thấy là xe buýt với xe tải, mà đây là biển báo cấm thì là cấm xe buýt với xe tải lưu thông. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Có vẻ như là những biển báo của hai cô gái ngày hôm nay quá là đơn giản, đúng không ạ? Biển báo cấm ô tô khách và ô tô tải. Tiếp tục, biển báo tiếp theo. Mời Yến. Đây là biển báo đoạn đường hay xảy ra tai nạn. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Rồi, một điểm nữa dành cho bạn Yến. Và để xem biển báo tiếp theo có làm khó hai bạn hay không nhá. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng hơi khó đấy nhá. Yo. Nếu như đây không phải là một chiếc túi sách, cũng không phải là một phong thư, thì đây là gì? Hãy hình dung, nếu như vòng lên là cái cầu thì vòng xuống là cái gì? Bấm chuông đi, mời em. Dạ, theo như em gợi ý và những lời anh Minh vừa gợi ý cho em thì cái đường vòng dưới là đường hầm. Đường hầm mà. Dạ. Gần đúng thôi chứ chưa chính xác. Gần với đường hầm thì mình có đường gì nữa ta? 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Mời Yến. Không phải là đường hầm thì là đường gì? Gầm cầu ấy. Gầm cầu ấy. Gầm cầu ấy. Nó không có cái cầu em ạ. À. Nó chỉ có khoảng dưới đó. Đường tàu ngầm ạ. Chưa chính xác luôn. Đó chính là đường ngầm mà thôi. Dạ, yeah, xin mời. Đây là biển báo đường ngầm. Nó hơi khó với mình đúng không? Tại vì mình không thể thấy cái này ở đâu cả. Và hôm nay á, từ chương trình này anh cũng mới biết. Cho nên là đúng thật, biển báo giao thông quá là phong phú. Chúng ta cần phải tìm hiểu nhiều hơn nữa ha. Tiếp tục nào, biển báo tiếp theo. Mời Yến. Nhìn như cái diều. Cái diều đang bay, cẩn thận bị gió thổi bay. Cẩn thận bị gió thổi bay à? Cẩn thận gió lớn thổi ngang qua. Chính xác, chúc mừng. Cẩn thận gió thổi ngang. Và đây chính là biển báo gió ngang. Với cái biển báo này thì nó sẽ báo hiệu cho rất là nhiều những bác tài. Có thể là ở phía trước chắc chắn sẽ có những luồng gió mạnh thổi ngang, cho nên phải điều chỉnh cái tốc độ làm sao cho hợp lý nhất để đỡ phải chao đảo trên đoạn đường đó mình đi. Nó gây ảnh hưởng và gây mất an toàn cho những chiếc xe xung quanh nữa. Và chúc mừng Yến, phân tích gần đúng nhưng mà hiểu nghĩa, hợp lý đúng không ạ? Chấp nhận cho bạn một điểm nữa. Biển báo tiếp theo nè, rất đơn giản. Mời Huyền.
Dạ thưa anh, đây là biển báo có khách sạn gần gần trên cái tuyến đường đó. Và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Khi chúng ta đang di chuyển lưu thông ở trên các phương tiện giao thông ở trên đường thì khi nào mình cần khách sạn? Em nghĩ là nếu mà khi mình đang lưu thông trên đường đó. Và mình cần, nghĩ là khi đó mình đã mệt mỏi, chính mình cần nghỉ ngơi. Bé này thông minh quá, vỗ tay cho em đó. Đúng rồi, đối với những bác tài mà đi đường xa đó thì đôi khi nó không có cái trạm dừng, trạm nghỉ thì mình rất là nguy hiểm. Đối với những ai mà cảm thấy quá mệt mỏi, bản thân ngay thời điểm đó quá mệt mỏi thì nó sẽ báo hiệu phía trước có khách sạn để mình có thể dừng chân nghỉ ngơi một tí xíu nha. Rồi, hoàn toàn chính xác. Chúc mừng em có thêm một điểm nữa. Và bây giờ sẽ là biển báo nhìn vô là biết ngay lập tức. Ai bấm chuông trước sẽ có điểm. Xin mời. Mời Huyền. Dạ thưa anh, đây là biển báo gần tới bệnh viện. Chính xác, chúc mừng. Đối với những cái biển báo màu xanh dương này thì nó sẽ báo hiệu chỉ dẫn cho chúng ta biết là phía trước sắp có cái gì. Đây là biển báo bệnh viện. Một điểm dành cho Huyền. Chúng ta còn lại hai biển báo nha, các em cố lên. Yến, mạnh mẽ lên em, xin mời. Mắt anh thì nhìn về Yến bấm nhưng mà Huyền lại bấm trước. Mời Huyền. Dạ thưa anh, theo như em nghĩ đây là biển báo là nó cấm mình không được đi, thì có nghĩa là nó đang bị một cái gì đó cấm mình không được quẹo qua đó luôn. Đây là một đáp án chưa chính xác. Không biết là đội của Yến có biết không ạ? Thưa anh, là biển báo có hẻm cụt bên phải. Chính xác, chúc mừng. Biển báo đường cụt bên phải. Để phân tích rõ hơn cho em dễ hiểu, đó chính là một cái con hẻm hoặc là một cái đường, nhưng mà cái đường đó nó cụt, đúng không? Nó chỉ là chạy hết cái con đường đó thì thôi, dừng lại luôn và không có quẹo ở đâu nữa cả, đúng không? Rồi, chúng ta đến với biển báo cuối cùng, xin mời. Mời Huyền. Dạ thưa anh, đây là biển báo chú ý có trạm xăng ở phía trước. Dạ. Đúng không ạ? Chính xác, chúc mừng. Đây là biển báo trạm xăng. Rồi, vỗ tay đi, xong rồi mọi người ạ. Thật sự ra ngày hôm nay á, Minh Sù thấy là đúng tinh thần của những người trẻ luôn. Chúng ta không biết thì chúng ta cứ phân tích và cứ thể hiện. Bởi vì là khi mà mình không biết mà mình lại không thể hiện nữa thì người ta cũng không biết cách chỉ làm sao cho tụi em. Mà ngày hôm nay với cái sự hướng dẫn này thì tụi em cũng đã học được nhiều thứ ha. Rồi, trải qua lượt thứ hai chúng ta đã có được những điểm số như sau. Yến, em có được 5 điểm trong vòng này. Chúc mừng. Huyền, em được 4 điểm. Chúc mừng. Về ăn mừng với đội mình đi chứ còn nấu gì nữa. Ngày hôm nay trải qua vòng thi đấu đầu tiên, điểm số của hai đội chơi như sau. Đội Bình Xăng, các bạn có 11 điểm, chúc mừng. Đội Chìa Khóa, các bạn đang có 8 điểm. Không sao cả, chúng ta đang bị dẫn trước 3 điểm thôi. Các bạn có quyền lội ngược dòng hoặc là lấy càng nhiều điểm ở vòng sau càng tốt nhé. Vòng 2 của chúng ta được mang tên Hợp Sức, xin mời. Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh. Và đây là vòng thi đấu thứ hai được mang tên Hợp Sức. Luật chơi vòng 2, Hợp Sức. Trên màn hình LED sẽ chiếu lần lượt 5 sa hình với những tình huống giao thông khác nhau. Đội chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời sau khi MC đọc hết câu hỏi. Trả lời đúng một sa hình, đội chơi sẽ nhận được 2 điểm. Các bạn thân mến, thử chuông lần nữa. Có chuông. Có chuông. Còn bây giờ, mời các bạn nhìn về màn hình, theo dõi bức xe hình đầu tiên. Đây, đây chính là chiếc xe cảnh sát. Kia là xe quân sự. Và trên đoạn đường này sẽ có nhiều biển báo giao thông với hai hướng đi hoàn toàn khác nhau. Nhiệm vụ của bọn em sẽ trả lời câu hỏi này của anh như sau. Trong trường hợp này, xe nào được quyền đi trước hết? Mời KO cùng với đội của mình. Hai bảng đường này là đều là hai bảng đường ưu tiên. Theo em biết á, thì là xe quân sự sẽ được ưu tiên hàng đầu. Xe quân sự sẽ được ưu tiên hàng đầu. Cho nên là xe quân sự sẽ được đi trước. Thật sự sẽ có rất là nhiều sự sắp xếp về những loại xe được ưu tiên hoàn toàn khác nhau. Nhưng đối với đáp án xe quân sự được ưu tiên trong trường hợp này là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Anh sẽ chia sẻ thêm nhé một vài những loại xe ưu tiên hiện nay. Xe chữa cháy đầu tiên, xong tới xe quân sự, xong tới xe công an, có thể là xe cảnh sát. Tiếp tục là đoàn xe có cảnh sát dẫn đường. Tiếp theo xe cứu thương, xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn và đoàn xe tăng. Đó.
vì xe quân sự và xe công an đều là xe ưu tiên, nhưng xe quân sự lại được ưu tiên nhiều hơn trong sự sắp xếp này với bộ luật an toàn giao thông. Cho nên 2 điểm đầu tiên dành cho đội chìa khóa. Và bây giờ sẽ là bước sân tiếp theo, xin mời. Đó là xe chữa cháy, cứu hỏa, xe chữa cháy. Đây là xe cảnh sát. Và với tuyến đường này thì các bạn sẽ có đáp án như thế nào? Câu hỏi của chúng ta như sau: xe nào được đi trong trường hợp này? Hết. Mời cô đi. Dạ, thì như nãy anh Minh nói là xe chữa cháy sẽ là xe ưu tiên hàng đầu, đưa ưu tiên hàng đầu trong luật giao thông, thì em nghĩ là xe chữa cháy sẽ là xe được đi trước. Rất hợp lý và thông minh đã vận dụng cái sự chia sẻ của Minh Dù trong tình huống này. 2 điểm dành cho đội của mình. Hiện nay đang là cân bằng 2-2 đúng không? Tiếp nha, bước sang hình số 3, xin mời. Wow, nhìn có vẻ phức tạp, nhưng nếu như các bạn để ý chi tiết thì các bạn sẽ cảm thấy nó khá là đơn giản. Câu hỏi chính thức của chương trình như sau: những hướng nào ô tô tải được phép đi? Hết. Mời đầu của Huyền. Bởi vì ở đây là có một cái biển báo cấm xe hơi, xe ô tô, thì em nghĩ là từ cái chỗ đó mà đối diện qua bên kia là đường số 4 thì là không được quẹo rồi. Đường số 2 cũng không được luôn. Đường số 3 càng không. Thì quẹo được đường số 1. Đường số 5 thì vòng lại chắc là vẫn được. Cho nên em nghĩ là đường 1 và 5. 1 và 5. Theo lập luận cá nhân là như vậy đúng không ạ? Chúng ta sẽ suy luận thôi. Và đáp án của các bạn rất trùng khớp với đáp án của chương trình. Chúc mừng, chính xác. Hướng đi số 1 và hướng đi số 5 xe được phép đi. Bởi vì hướng số 2, số 3, số 4 thì xe ô tô tải không được phép, vì trước các ngã vào hướng 2, 3, 4 có biển báo cấm xe ô tô, cho nên cấm tất cả các xe cơ giới trừ xe mô tô hai bánh và xe gắn máy thôi. Vâng, và bây giờ sẽ là bước hình số 4. Bức hình này không quá phức tạp cho các bạn đoán đâu. Chỉ cần có nguyên tắc thì chúng ta sẽ trả lời đúng. Câu hỏi là: theo hướng mũi tên, hãy sắp xếp các thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Hết. Mời cô đi. Theo như em biết thì cái thứ tự này nó cũng không gì khó khăn, nó chỉ thứ tự này là từ tính từ phải qua trái thôi, của mình đang nhìn thôi. Thì nó sẽ là xe máy đi trước, xong sẽ tới xe tải đi, xong tới xe buýt đi, xong tới xe hơi đi. Vì sao chúng ta tính từ phải qua trái? Dạ, mình để cho an toàn giao thông, mình không có dễ các xe không va chạm nhau, mình đi theo thứ tự thì từng xe sẽ đi lần lượt theo sau nhau. Dạ, cũng khá là hợp lý. Và đặc biệt là trong quy tắc giao thông thì nếu như bên phải của các phương tiện trống thì xe đó được quyền đi trước. Ví dụ hiện nay bên hướng đi của xe mô tô thì đoạn đường đó đang trống thì xe mô tô được quyền đi trước. Sau khi xe mô tô đi thì đoạn đường đó trống, tiếp tục xe tải được quyền đi. Và cứ như vậy tuần tự là mô tô, xe tải, xe khách và xe ô tô. Chính xác, chúc mừng. Chúng ta chỉ còn lại một bức hình thôi, khá là ngang tài ngang sức. Hiện nay mỗi đội đang có 4 điểm rồi. Xin mời. Để ý kỹ nha, xe mô tô 3 bánh, một chiếc xe tải. Và câu hỏi là: xe tải kéo mô tô 3 bánh như trong bức hình có đúng quy tắc giao thông hay không? Và vì sao? Hết. Mời Huyền. Dạ không đúng, tại vì ở đây có một cái biển báo cấm là không có được xe kéo hoặc móc xe, cho nên cái này là không đúng và là vi phạm quy tắc giao thông, hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. Vậy là 5 bước xe hình hoàn toàn dễ dàng với các bạn ngày hôm nay đúng không ạ? Chúc mừng hai đội chơi ngày hôm nay. Và điểm số hiện nay như sau: 6 điểm thuộc về đội chìa khóa và 4 điểm thuộc về đội bình xăng. Hiện nay tổng số điểm của hai vòng thi các bạn đang có là: đội bình xăng các bạn có 15 điểm, đội chìa khóa, wow, các bạn có 14 điểm. Sơ xích nhau chỉ có 1 điểm mà thôi. Các bạn phải cố gắng lên nhé, bởi vì chúng tôi vẫn còn một vòng thi đấu nữa dành cho hai đội chơi quyết tâm lấy một tấm vé bước vào vòng cuối cùng để rinh 50 triệu đồng về nhà. Vòng thứ 3 mang tên Vượt chướng ngại vật, xin mời. Thân mến, đây là vòng thứ 3 được mang tên Vượt chướng ngại vật của chương trình Về nhà đi anh. Luật chơi vòng 3 Vượt chướng ngại vật, hai thành viên của mỗi đội sẽ phối hợp để tham gia thử thách vận động. Đội chơi chiến thắng sẽ nhận được 10 điểm, đội thua sẽ không có điểm. Kết thúc 3 vòng thi, đội chơi có điểm số cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng đặc biệt. Đội còn lại sẽ dừng cuộc chơi tại đây.
Trong cuộc sống mà không có gì đó nó dễ dàng cả. Đôi khi chúng ta xa mặt nhưng đừng cách lòng nhé. Mỗi thành viên sẽ đứng ở một bục quy định của chương trình. Thành viên đầu tiên đứng ở đây, thành viên thứ hai sẽ đứng ở bên kia. Nhiệm vụ thành viên đầu tiên, các bạn thấy ở đây là giống như một cái xào đúng không? Một cái móc câu. Và các bạn sẽ phải dùng lực tay thăng bằng, lưu ý tay không được qua vạch quy định của chương trình. Như thế này là phạm quy, cầm như thế này thôi. Sau đó các bạn mỗi lượt chỉ được móc một cái vòng mà thôi. Đây, các bạn chỉ được móc một cái vòng. Sau đó các bạn sẽ truyền cho thành viên ở bên kia. Cô đi giúp anh. Cô đi là thành viên thứ hai. Cô đi sẽ lấy cái vòng này. Sau đó nhiệm vụ tiếp theo, cô đi sẽ dùng tay ném vòng vào cho... Wow, lại em. Ném những chiếc vòng vào ba cái móc của chương trình ở đây. 1, 2, 3, có 3 vị trí. Em muốn vị trí nào cũng được, ném. Hey, một cái nữa nào. Hey, chị ơi, trời ơi. Nếu như nó rơi ngược lại ra bên ngoài tính. Thì mình không tính. Dạ. Vì nó khó cho nên trong vòng 2 phút, đội nào có số lượng vòng nhiều hơn móc được ở trên xào thì đội đó sẽ chiến thắng. Nhưng mà Minh Xù nghĩ rằng chắc có thể là tối đa là 3 thôi. Dạ. Chứ nếu như mà đã móc được vào một cái rồi mà chúng ta lại đẩy thêm một lần nữa, đôi khi nó là rơi luôn cái vòng kia ra bên ngoài. Rồi, thế để mà nói về giao thông đi, thì không biết là trong trò chơi này tụi em cần điều gì? Em nghĩ đầu tiên là vượt chướng ngại vật trước. Vượt chướng ngại vật. Em nghĩ thứ hai là giữ khoảng cách hả? Khoảng cách. Chính xác. Rồi, sự khéo léo bình tĩnh nữa đúng không? Thí dụ mà trong cái hai làn đường như thế này mà bây giờ cái khoảng cách nó rất là quan trọng. Nếu như có những cái biển báo mà cái khoảng cách tối thiểu tối đa là bao nhiêu thì chúng ta vẫn phải tuân thủ theo những cái khoảng cách đó, và đặc biệt hơn hết thôi, cứ giữ khoảng cách hai xe cho nó an toàn nhất có thể đi. Và không có lấn làn, lấn đường gì nữa cả. Mắc công nó sẽ gây không an toàn cho những người xung quanh. Rồi, trò chơi này chúng ta chỉ có 10 điểm cho đội chiến thắng mà thôi. Đội còn lại thua cuộc không có gì cả. Quán tù xì nào để xác định đội nào thi trước. Hai chàng trai một lần nữa. 1, 2, 3. Ây da. Yeah. Đội thắng đi trước đúng không anh? Đội thắng được quyền quyết định. Thắng đi trước. Đúng rồi. Em muốn trước hay sau? Dạ em muốn nhìn người ta chơi trước. Nhìn người ta chơi trước. Rồi, dạ xong đúng phim. Rồi. Xin mời Đỗ Bình Xăng. Hiện nay hai người chơi của chúng ta đang đứng cách xa nhau rất là nhiều, nhưng sẽ đưa những chiếc vòng nhiều màu sắc này cho Cody để hoàn thành nhiệm vụ nhé. 2 phút chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Mỗi lần một vòng thôi em. Nhẹ nhàng thôi. Đúng rồi. Em cứ móc đi. Nhiệm vụ ném là của Cody. Chưa được, cố lên. Có vẻ hơi khó nhỉ? Hơi khó. Đúng rồi. Em đẩy một tí xíu về phía trước. Cố lên Cody. Tiết kiệm. Ok. Vòng nào chắc chắn vòng đó. Nếu ở trên khó quá chúng ta làm cái ở dưới thử coi. Cô đi, em cầm phía dưới đó, dễ hơn. Em thử qua phía dưới nhưng mà nó cũng hơi khó ấy. Cái lực em không có... Ok. Một lần một cái thôi. Tiếp. Một lần xuống bóc lại, để xuống bóc lại. Ok. Lại nha. Có gì té nha. Vô nè. Ráng một cái thôi. Hey. Yo. Rất tiếc. Ok. Nhẹ nhàng, êm ái. Chưa được. Chúng ta đã trải qua hết một phút rồi. Thôi dễ nha, easy nha. Phía dưới cho dễ. Còn lại 45 giây. Cố lên em. Móc từ trong móc ra. Mỗi lần một cái thôi. Tĩnh tâm. Hợp lý, lên. Rung quá. Ráng lên cô đi. Chưa được. Còn 30 giây. Rớt luôn, móc lại. Chết rồi. Vô cái lấy cái sĩ diện coi. Đúng rồi. Ấy, ok. Rồi, được. Rồi xong. Lại nha. Ok. Ấy, sĩ diện. Hết giờ. Là hết sĩ diện. Không có một cái nào giữ sĩ diện luôn à. Mời hai bạn về vị trí luôn. Thực sự phải nói thấy các bạn chơi mà tôi cũng hơi lo. Lo ở đây là không biết là các bạn có được cái vòng nào hay không. Nhưng mà đúng thiệt các bạn không được vòng nào cả. Nhưng không sao, để chờ đợi xem nhá. Lượt thi đấu tiếp theo của đội chìa khóa như thế nào. Xin mời.
Chúng ta vẫn sẽ có 2 phút thôi, giống như đội đầu tiên. Các bạn đã có kinh nghiệm, thấy người ta chơi rồi, không được cái nào. Không được cái nào, không được cái nào. Không được cái nào, chơi chưa? Không phải ai cũng làm được đâu. Vậy là suy ra đội em chỉ cần một cái là thắng. Đúng rồi, một đúng. Cái là thắng. Yeah. Chỉ cần một cái đó là thắng. Vậy cứ chậm chậm và dạ từ tốn thôi. Đúng, hợp lý. Rồi, chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Ok. Nghỉ. Quý vị thân mến, quý vị thân mến, vỗ tay lên, vỗ tay lên. Hay quá rồi. Tôi nói thiệt chứ, còn quá nhiều thời gian luôn nè. Bây giờ thời gian có chạy đi để tôi ăn mừng cho mình một phút mấy luôn nè. Hờ đất ơi. Cho mình sự hỏi là KOD, cái bí quyết gì mà em đã chơi rất là khéo léo trong cái trò này? Tại vì hồi xưa khi mà em đi ra ngoài mấy cái hội chợ, em hay chơi những cái trò gọi là thảy cái vòng và cái lon. Yeah. Nhưng mà cái này không phải là cái lon mà cái này là cái móc. Đúng. À. Cho nên là em cứ tưởng tượng nó là cái lon thôi. Dạ. Đúng. Mặc dù nó không giống nhau. Đồng ý. Nhưng mà đôi khi là mình cứ tưởng tượng nó giống như vậy á thì nó sẽ dễ làm hơn. Yeah. Đối với mình dù nghĩ rằng á, tất cả mọi việc trong đời sống này không có chuyện gì nó dễ cả. Nói chung là chúng ta phải nghĩ là mình phải làm được cái việc này, chắc chắn mọi người sẽ thành công. Và ngày hôm nay đội chơi chiến thắng với 10 điểm nữa trong vòng thi đấu thứ 3, đó chính là đội Chìa Khóa. Chúc mừng. Và số điểm của các bạn đúng là hai vòng trước các bạn đã bị thua bên đây một điểm, đúng không? 14 điểm. Nhưng vòng này cộng thêm 10 nữa, các bạn có 24 điểm, là đội chơi chiến thắng ngày hôm nay. Nhà mình thì sao? Dạ em Cảm thấy thấy không? Em cảm thấy có lỗi với ba mẹ vì không làm ba mẹ tự hào được. Không phải em ạ. À. Hồi xưa người ta đi chơi hội chợ. Đó, không biết có trốn học đi chơi không, mẹ không biết nha. Nhưng mà bên mình thì nên có nhiều trải nghiệm hơn. Đó, phải thực hành nhiều hơn, giống như lái xe cũng phải lái nhiều hơn để mà mình có thể là biết được hết tất cả những cái con đường như thế nào, rồi cái luật đi ra làm sao để chúng ta có thể an toàn hơn có thể, đúng không? Rồi, còn cô gái Yến ơi, trải nghiệm với chương trình Về Nhà Đi Ăn tuần này thì em thấy như sao? Em thấy rất là vui và học được thêm nhiều điều về luật an toàn giao thông. Dạ. Yeah. Kinh nghiệm của bản thân thì sao? Thì tăng thêm nhiều kinh nghiệm ạ. Để sau này học bằng lái. Dạ, chúc em thành công nha. Dạ. Còn cô đi, em cũng muốn nói gửi lời chúc gì đến với KO cùng với bạn Huyền hay không? Thôi chúc hai bạn may mắn vậy. Đừng có lần sau. Hey. Quân tử trả thù ngàn năm chưa muộn. Và ngày hôm nay, thôi cảm ơn cô đi. Cảm ơn Yến đã đến với chương trình tuần này và chúc hai bạn sẽ luôn luôn vui nhé. Và đừng quên theo dõi hành trình thành công của hai nhân vật này vào phần cuối của chương trình mang tên Về Nhà Đi Ăn. Quý vị thân mến, đây là vòng cuối cùng của chương trình Về Nhà Đi Ăn. Luật chơi vòng 4, Về Nhà Đi Ăn. Đội chơi sẽ trả lời một trong hai gói câu hỏi của chương trình. Đối với gói câu hỏi trắc nghiệm, đội chơi sẽ có thời gian 1 phút 30 giây để trả lời. Đối với gói câu hỏi tự luận, đội chơi sẽ có thời gian 3 phút để trả lời. Mỗi đáp án đúng thì đội chơi sẽ chinh phục được một cột mốc tiền thưởng. Rồi, bây giờ các bạn bốc thăm để xem là chúng ta vào cái gì. Chị bốc không? Dạ, anh bốc đi. Anh bốc hả? Dạ vâng. Okay. Em có hên không? Dạ hôm nãy quấn đồ xì hơn. Vậy là hơn. Bộ câu hỏi tự luận. Với bộ câu hỏi tự luận, hai người chơi cuối của chương trình sẽ có 3 phút để cùng nghe và trả lời. Xin mời tụi em nhìn vào màn hình LED. Hồ Bi. Chiếc xe đã lớn lên rồi và vị trí đầu tiên cột mốc 1 triệu đồng có thành hiện thực hay không? Tụi em chỉ cần trả lời đúng một câu và cứ thế đúng thì nó sẽ chạy về phía trước nha. Dạ. Rồi, sẵn sàng nha. 3 phút chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Hãy kể tên 3 nhóm biển báo giao thông mà bạn biết. Biển báo gì? Biển báo cấm. Đúng. Biển báo cấm. Biển báo chú ý. Và biển báo chỉ dẫn. Chính xác. Câu hỏi thứ 2. Nơi thực hiện việc thu phí phương tiện tham gia giao thông đường bộ được xây dựng theo quy hoạch hoặc dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được gọi là gì? Trạm thu phí. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Đường nối trung tâm hành chính của tỉnh với trung tâm hành chính của huyện được gọi là đường gì? Trung tâm hành chính đường tỉnh với cả trung tâm hành chính của huyện. Nhanh lên, không biết là bỏ qua. Đường cao tốc.
Đường xa lộ. Chưa chính xác, đường tỉnh. Câu hỏi tiếp theo: khi lưu thông trong hầm xe, phương tiện tham gia giao thông cần phải làm gì? Có hai ý. Bật đèn xe. Thứ nhất, thứ hai. Hai ý thôi. Chạy đúng với lại cái vận tốc khoảng cách. Giữ khoảng cách. Giữ khoảng cách an toàn với xe trước. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo: khoảng cách tối thiểu giữa các xe trên cùng làn xe khi lưu thông trong hầm là bao nhiêu mét? Em 3 mét. Chưa chính xác, 30 mét. Tốc độ tối đa cho phép xe máy lưu thông trong hầm xe là bao nhiêu km trên giờ? Xe máy. Trong hầm xe 30. Chưa chính xác, 40 km. Tốc độ tối đa cho phép ô tô lưu thông trong hầm là bao nhiêu km trên giờ? 50. 60 km trên giờ. Tốc độ tối đa cho phép ô tô lưu thông trên đường cao tốc là bao nhiêu km trên giờ? 120. Chính xác, chúc mừng. Câu hỏi tiếp theo: hãy nêu đặc điểm của nhóm biển báo nguy hiểm. Có màu đỏ và màu vàng. Màu đỏ vòng ngoài, màu vàng vòng trong. Hình tam giác, hình vẽ màu đen. Chính xác, chúc mừng. Câu hỏi cuối cùng: hoạt động tuần tra, kiểm tra, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của khu quản lý đường bộ, sở giao thông vận tải và cá nhân thuộc cơ quan này khi được giao nhiệm vụ gọi là gì? Công an hả? Chưa chính xác. Vậy là chúng ta đã hết câu hỏi của chương trình ngày hôm nay ở đây. Đội chơi chìa khóa của chương trình đã mang về cho mình 20 triệu đồng. Wow. Có rất là nhiều câu hỏi dễ ở đây, nhưng mà mình chưa biết thôi. Ví dụ như là cái vận tốc xe đó, vâng, mà chạy được ở trong hầm á, vâng, xe máy là bao nhiêu, xe ô tô là bao nhiêu? Hôm nay là mình mới biết đúng không? Dạ. Xe máy là bao nhiêu ạ? Dạ, 40. Thế xe ô tô? 60. Chính xác. Cái khoảng cách an toàn nhất ở trong hầm là 30 mét. 30 mét. Hoàn toàn chính xác. Có thể là ngày hôm nay á, các bạn ấy đã chiến thắng ở cái vòng 3 của chương trình và bước vào vòng 4. 20 triệu chưa phải là cột mốc cuối cùng, nhưng các bạn đã rất xứng đáng với sự nỗ lực không ngừng. Cho nên chúng tôi tặng thêm các bạn một món quà nữa. Các bạn nhìn đằng sau đi ạ. Có một phụ kiện đó là chìa khóa. Tặng các bạn chiếc chìa khóa làm kỷ niệm mang về. Dạ. Đó. Wow. Quá hợp với đội em luôn anh ơi. Dạ. Chìa khóa này sẽ mở được két sắt lấy 20 triệu của chương trình. Chúc mừng! Yeah. Oh. 20 triệu dành cho các bạn là người chơi chiến thắng ngày hôm nay. Nặng quá em. Nặng quá. Bé cầm phụ em. Dạ, dạ, đó, dạ. Chiến thắng của cả hai bạn luôn. Và chiếc chìa khóa này nữa, quá là hợp lý luôn. Rất là dễ thương. Thật sự ra là Minh Sù rất là thích những người bạn trẻ tham gia chương trình này. Luật giao thông không dành cho độ tuổi nào cả, giới tính nào cả. Tất cả chúng ta khi lựa chọn phương tiện giao thông nào đó để tham gia trên đường thì hy vọng rằng mọi người sẽ luôn luôn giữ nét văn hóa giao thông, bởi vì an toàn giao thông của mỗi người sẽ giữ mãi nụ cười trên môi. Xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều vì đã luôn luôn yêu thương chương trình Về Nhà Đi Anh. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ có cơ hội gặp lại mọi người trong những ngày tiếp theo. Còn bây giờ vẫn phải nói lời hẹn với tất cả quý vị, khung giờ quen thuộc với chương trình 21 giờ 15 phút ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình Về Nhà Đi Anh do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Còn bây giờ, Minh Sù và những người chơi ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại.